Dạ vâng, em xin chào toàn thể các bác. Hôm nay em lại tiếp tục làm một cái video ngắn để giới thiệu cho các bác một cái mẫu kéo cắt tỉa cành trên cao, hàng 5m nhé. Nhãn hiệu thì của Đài Loan, mẫu của Hàn Quốc nhưng mà hàng của Đài Loan nhé. Thì em sẽ quay tổng quan cho các bác một lượt. Thì cây kéo này thì có 3 chức năng chính: một là cắt tỉa cành, hai là giữ hoa quả và ba là cưa cành nhé. Đấy, em sẽ quay tổng quan cho các bác một lượt. Thì em xin giới thiệu chi tiết về cái cây kéo này. Thì cũng rất là nhiều những video là em test thử cái cây kéo này rồi và cũng giới thiệu rồi. Đấy, video này em lại giới thiệu lại cho các bác mới cập nhật được. Thì cái chức năng cắt tỉa cành thì ở đây là lưỡi kéo này các bác này. Đấy, lưỡi kéo này có chức năng cắt tỉa cành nhé. Thì lưỡi kéo này thì được làm bằng thép đen, đấy, mài rất là sắc và lưỡi kéo rất là dày nhé. Lưỡi kéo này thì không bao giờ, đảm bảo cho các bác là không bao giờ han rỉ. Mà cùn thì cũng các bác cũng phải sử dụng 5-7-15, nó mới hơi cùn một chút. Đấy. Và trường hợp mà cùn cái lưỡi kéo này các bác sử dụng được 5-7-15 mà nó cùn ấy, thì nhà em cũng có lưỡi kéo thay thế nhé, lưỡi kéo dời thay thế. Đấy là vài cái phần lưỡi kéo. Và cái trường hợp mà khi các bác mà cắt nhựa cây nó ra ấy, thì các bác lấy cho em cái dầu đốt đèn thì các bác lau sạch đi, thì sử dụng nó sẽ được ngọt hơn, cắt nó sẽ được ngọt hơn, để đảm bảo cho các bác là cắt được những cái cành cây nó khoảng bằng ngón tay trỏ này của em nhé. Còn về cái chức năng giữ hoa quả trên cao xuống đất là cái bộ phận vàng vàng đây, bộ phận nhựa vàng và một cái kẹp bằng kép ở bên trên. Đấy, để đảm bảo cho các bác là các bác muốn sử dụng giữ hoa quả xuống đất thì các bác cứ bóp chặt, đấy, tay bóp vào thì nó sẽ giữ được hoa quả xuống đất thôi. Còn vài cái chức năng cưa cành thì ở đây thì mỗi cây kéo này khi các bác mua ấy, thì nhà em sẽ đi tặng kèm cho bác là một cái lưỡi cưa như này, lưỡi cưa bằng thép trắng nhé, cũng đảm bảo cho các bác là không bao giờ bị han gì. Và cái lưỡi cưa này rất là thẳng này, mài rất là sắc rồi, đảm bảo cho các bác là cưa được những cành cây nó khoảng bằng cổ tay của em. Đấy là vài cái phần nào chức năng cưa cành. Thì khi các bác bỏ ra các bác lắp lưỡi cưa ấy, thì đây nó có 3 cái lỗ này, các bác lắp đúng vào đây. Các bác chỉ việc xoáy cho em cái gen ở ốc ở đây ra thôi nhé. Các bác xoáy độc gen này thôi, các bác lưu ý là đừng xoáy hai cái con ốc này. Đấy, chỉ xoáy cái con ốc giữa này ra thôi. Đây, các bác xoáy ra như này, nó là một cái gen. Đấy, các bác xoáy ra. Đấy, như vậy thì các bác đặt lưỡi cưa vào. Đấy, đặt nó khớp vào 3 con ốc này nhá, thì các bác lại xoáy vào cho em. Đấy, xoáy chặt vào thì mình sẽ cưa cành thôi. Nhưng mà trường hợp mà các bác mà gặp những cái cành cây to thì các bác mới lắp lưỡi cưa nhá. Còn nếu mà các bác cắt tỉa cành ấy thì các bác tháo cái lưỡi cưa này ra để cắt cho nó thoáng, nó đỡ bị vướng. Còn khi nào mình cưa cành thì mình mới lắp cái lưỡi cưa này vào. Đấy, và cái 3 chức năng của nó. Còn về cái phần thân kéo thì khi các bác kéo kịch ra, đấy, kéo kịch cái thân kéo này ra là được 5m nhá, cộng với cơ thể người thì các bác có thể là cắt ở trên cao được khoảng độ tầm 7m rưỡi, cộng với cơ thể người thì cắt được 7m rưỡi nhá. Còn khi thu lại thì nó chỉ là hơn 2m thôi. Ở cây kéo 5m này thì nó gồm 3 khúc này, liên kết nhau bởi hai cái lưỡi ấy. Các bác kéo ra làm sao cho nó phù hợp với độ cao của cây ấy. Rất là nhiều những video là em chia sẻ rồi, các bác mà chưa hiểu về cái cách sử dụng của nó thì tham khảo ở những cái video trước em chia sẻ. Thì sử dụng rất là đơn giản thôi. Và cái phần thân kéo này thì được làm bằng hợp kim nhôm, đảm bảo cho các bác là vừa cứng này vừa nhẹ đấy. Cái cây kéo này nó chỉ rơi vào 1,5 cân thôi, các bác thoải mái, kể cả như người già vẫn đưa tay lên cao cắt vẫn nhẹ nhàng nhé, không sợ bị lặng đâu. Còn vài phần bên dưới đây nữa, cái phần thân kéo bên dưới này thì có một cái miếng xốp như này nhé, để đảm bảo là khi mình giơ tay lên cao các bác, miếng xốp này có thể di chuyển được đấy. Các bác di chuyển làm sao cho nó phù hợp với tầm tay của các bác, là các bác giơ lên cao thì mồ hôi tay ra thì nó sẽ không bị trơn trượt. Thế là về cái miếng xốp này, tác dụng của nó. Còn về cái phần tay bóp, đây em sẽ giới thiệu đến cái phần tay bóp nhé. Ngay tay bóp thì của nó màu đỏ đây, được sơn màu đỏ này. Ở đây nó có một cái lẫy này, khi các bác mà mua về thì các bác hơi bóp cho em vào như này. Các bác bỏ cái lẫy này ra là sử dụng được thôi. Các bác bóp phanh như kiểu bóp phanh xe đạp và phanh xe máy ấy. Thì khi bóp thì ở đây nó có một cái dây tay phanh và một cái lò xo trợ lực. Thì cái dây tay phanh thì có tác dụng là khi các bác bóp ấy, thì nó sẽ tác động lên đầu kéo, thì đầu kéo nó sẽ hoạt động được. Và các bác mà muốn giữ hoa quả xuống đất thì các bác cứ bóp chặt cái tay phanh này vào, thì các bác giữ từ từ xuống đất thôi. Đấy, còn cái lò xo này thì có tác dụng là để đảm bảo cho các bác là khi cắt ấy, nó trợ lực cho mình. Nên mình cắt cành thì nó sẽ không bị lặng tay, nên mình cắt nó sẽ được nhẹ nhàng. Và khi các bác sử dụng xong nhé, thì các bác lại đóng lại cho em cái chốt này, để đảm bảo là mình sẽ sử dụng được bền hơn với cây kéo này. Đấy, đây là cái này tay bóp. Những cái con ốc này cũng làm rất là chắc chắn này. Thì em sẽ quay cho các bác một lượt nữa tham khảo về cái số lượng. Thì nhà em về những cái video mà nhà em nhập hàng về thì số lượng rất là nhiều nhé, để đảm bảo cho các bác là giá cả là lúc nào cũng được ưu đãi cho các bác nhất. Các bác mà có nhu cầu mà mua cung cấp lại cho người dân ấy, thì các bác cũng cứ gọi, nếu mua số lượng lớn ấy, thì nhà em cũng cung cấp nhé.
Thì giá cả thì các bác cứ gọi đến thì nó tùy thuộc vào thời điểm, lúc thì nhập được rẻ thì em sẽ báo rẻ, mà nhập đắt thì em sẽ báo đắt. Em sẽ quay tổng quan một lần nữa. Nhà em thì có rất là nhiều loại kéo cắt cành trên cao nhé, hàng 3 mét này, hàng 4 mét, hàng 5 mét này. Đấy, hàng liên doanh, hàng Đài Loan, rồi hàng mẫu của Nhật nữa nhé. Đây là những cái hộp của hàng Đài Loan đây, 3 mét thì video trước em cũng vừa giới thiệu rồi. Đấy, bác nào mà có nhu cầu về những cái nhà em có cung cấp kéo cắt cành cầm tay này, kéo cắt cành trên cao, rồi những cái đục, rồi những cái thuốc kích thích đấy, phục vụ cho các bác là làm vườn, làm nông nghiệp đấy, các bác mà có nhu cầu về những cây kéo này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua hai cái số điện thoại mà em để ở dưới tiêu đề video ngày hôm nay em đăng tải lên ấy. Thì các bác cứ gọi thì một hai hôm là nhà em sẽ gửi hàng đến thôi. Đấy, khi đến nhá, các bác được cắt thử, test thử thoải mái, các bác mở ra cắt thử này, test thử này, kể cả cưa thử luôn đấy, nếu mà thấy đảm bảo chất lượng ok các bác mới phải thanh toán đấy, các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em nhé. Còn bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau.